thông báo kết quả hỗ trợ đối tượng khó khăn cho đại dịch COVID-19 theo nghị quyết 68 của chính phủ, tính đến ngày 23 tháng 9 năm 2021. Quyền công đảo, số đối tượng đã được phê duyệt 6.376, số đối tượng đã chi trả 6.366 với số tiền 11 tỷ 869 triệu 260 000 đồng, đạt tỷ lệ 99,8%. Quyền châu trức, số đối tượng đã được phê duyệt 36.331, Số đối tượng đã chi trả 36.068 với số tiền 62 tỷ 065 triệu 010 000 đồng đạt tỷ lệ 99,3%. Quyền rắc đỏ, số đối tượng đã được phê duyệt 23.788, số đối tượng đã chi trả 22.830 với số tiền 43 tỷ 067 triệu 300 000 đồng đạt tỷ lệ 96%. Thì xã Phú Mỹ, số đối tượng đã được phê duyệt 43.500 Số đối tượng đã chi trả 41.214 với số tiền 83 tỷ 221 triệu 332.000 đồng, đạt tỷ lệ 94,7%. Quyền Thông Trung số đối tượng đã được phê duyệt 34.342, số đối tượng đã chi trả 32.175 với số tiền 72 tỷ 738 triệu 230.000 đồng, đạt tỷ lệ 93,7%. Thành phố chúng Tàu. số đối tượng đã được phê duyệt 92.179, số đối tượng đã chi trả 85.491 với số tiền 134.675.775.000 đồng, đạt tỷ lệ 92,7%. Thành phố Bà Rịa, số đối tượng đã được phê duyệt 39.958, số đối tượng đã chi trả 36.693 với số tiền 72.990 triệu 170.000 đồng, đạt tỷ lệ 91,8% quyền xuyên mộc, số đối tượng đã được phê duyệt 41.090, số đối tượng đã chi trả 34.625, với số tiền 70 tỷ 360 triệu 620 000 đồng, đạt tỷ lệ 84,3%. Tổng số đối tượng Số đối tượng đã được phê duyệt 317.564, số đối tượng chi trả 295.462, đạt tỷ lệ 93%. Như vậy,